Mở đầu phần tin thế giới là thông tin cập nhật về xung đột Hamas-Israel. Giao tranh vẫn diễn ra dữ dội giữa hai bên khi Israel tuyên bố sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nhân đạo nào đối với việc bao vây dải Gaza cho đến khi toàn bộ con tin được thả tự do. Đêm 12 tháng 10, pháo sáng treo lơ lửng trên bầu trời đen tối ở Gaza khi lãnh thổ đang bị phong tỏa này trải qua đêm thứ hai không có điện. Những vụ nổ xảy ra suốt đêm nhưng với tần suất và mức độ ít hơn so với những đêm trước. Israel tuyên bố sẽ hủy diệt Hamas, lực lượng Palestine kiểm soát lãnh thổ dải Gaza để trả đũa vụ tấn công đẫm máu nhất vào dân thường trong lịch sử Israel khi hàng trăm tay súng Hamas vượt qua biên giới và bắn chết hơn 1.200 người Israel ở các thị trấn hôm 7 tháng 10 và bắt hơn 100 người Israel đưa sang Gaza để làm con tin. Đáp lại, Israel đã tiến hành không kích các tòa nhà dân cư, các đường hầm, một thánh đường Hồi giáo và nhà của các quan chức Hamas ở Gaza, làm hơn 1.400 người thiệt mạng, trong đó có 447 trẻ em. Trong một diễn biến khác, hôm 12 tháng 10, các nghị sĩ Quốc hội Israel đã đấu khẩu quyết liệt trong phiên họp toàn thể của Quốc hội sau khi nghị sĩ gốc Ả Rập Ayman Odeh kêu gọi thực hiện hòa bình, chứ không phải trả thù. Chúng tôi, những công dân Israel gốc Ả Rập, nhìn thấy cả hai phía. Họ tấn công trẻ em và phụ nữ Israel, nhưng tôi cũng thấy trẻ em Palestine bị thiệt mạng. Trả thù không phải là giải pháp, chỉ có hòa bình mới có thể mang lại an ninh, không còn cách nào khác. Nhưng các nghị sĩ đảng Likud đã ngắt lời ông Odeh và nói rằng Israel sẽ trả thù, sẽ hủy diệt Hamas.